Quý chị chào các bạn thân mến, chúng tôi mời quý chị chào các bạn đến với diễn biến chính của trận thi đấu quyền Anh nhà nghề hạng nặng tranh chấp đài WBA giữa chiến sĩ người Nga Alexander Povetkin và chiến sĩ người Uzbekistan Ruslan Chagaev. Dự kiến trận đấu này sẽ kéo dài trong vòng 12 hiệp. Điều khiển trận đấu là trọng tài người Canada, ông Hubert Bialy. Ban giám khảo gồm có các ông Jean François Tubin, Paul Thomas và Glenn Feldman. Trận đấu này diễn ra tại chỗ đài Messehalle ở nước Đức. Đây là Alexander Povetkin, võ sĩ người Nga. Võ sĩ 31 tuổi, có trọng lượng là 105kg, chiều cao là 1m88. Anh thi đấu nhà nghề vào năm 2005. Sau 21 lần thượng đài, võ sĩ Povetkin thắng cả 21, trong đó có 15 trận thắng knock out và 6 trận thắng bằng điểm số kỹ thuật. Alexander Povetkin đang tìm kiếm chiến thắng thứ 22 liên tiếp trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt, nếu như giành chiến thắng trước đối thủ người Uzbekistan Ruslan Chagaev, thì Povetkin sẽ có chiến đài WBA hạng nặng. Chiến đài mà cách đây không lâu, võ sĩ người Trung Quốc Anh là David Hay đã từng giữ và thất bại trước võ sĩ người Ukraine là Vladimir Klitschko. Sau khi đoạt chiến đài WBA hạng nặng từ tay của võ sĩ người Trung Quốc Anh David Hay, thì Vladimir Klitschko đã trả lại chiếc đai này cho ban tổ chức. Ruslan Chagaev thi đấu nhà nghề vào năm 1997. Sau 29 lần thử đài, anh thắng 27, trong đó có 17 trận thắng knock out. Ruslan Chagaev góp mặt ở trận đấu này, anh 32 tuổi, lớn hơn đối thủ đúng 1 tuổi. Ruslan Chagaev còn có biệt danh là Mike Tyson trắng. Là chiến sĩ người Uzbekistan, nhưng hiện tại võ sĩ Ruslan Chagaev định cư ở thành phố Hàn Quốc của nước Đức. Trận đấu gần đây nhất của võ sĩ Ruslan Chagaev khi anh đối đầu với Travis Walker và đã thắng bằng điểm số kỹ thuật sau hiệp đấu thứ 8. Trận đấu diễn ra tại Hàn Quốc, nơi anh đang định cư, diễn ra vào tháng 11 năm 2010. Đây là trận đấu đầu tiên của võ sĩ Ruslan Chagaev trong năm 2011, và Alexander Povetkin cũng vậy. Như vậy là trận đấu giữa Alexander Povetkin và Ruslan Chagaev đã bắt đầu. Trên chỗ này thì cả hai đều với thân hình khá đồ sộ và mặc quần đen. Chiều cao của võ sĩ Ruslan Chagaev là không bằng so với đối thủ Alexander Povetkin. Povetkin có chiều cao là 1m88, trong khi Ruslan Chagaev có chiều cao là 1m85, sẽ tài 188cm so với 191cm của Alexander Povetkin. Trên chỗ tài thì để phân biệt võ sĩ Ruslan Chagaev và Alexander Povetkin, có một đặc điểm để chúng ta dễ dàng nhận ra, đó là võ sĩ Alexander Povetkin ăn mặc quần đen có chữ màu vàng, còn Ruslan Chagaev mặc quần đen có chữ màu trắng. Trong những giây trôi qua thì Alexander Povetkin là võ sĩ chủ động áp sát. Đã có đến 21 trận thắng liên tiếp trong sự nghiệp, nhưng đây thật sự là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của võ sĩ Alexander Povetkin. Bởi trong tổng số 21 trận đấu vừa qua, thì võ sĩ Alexander Povetkin chưa hề có lần nào bước lên võ đài để tranh tài vô địch hạng nặng. Trước đây, vào tháng Giêng năm 2008 thì Alexander Povetkin đã từng bước lên chỗ này cùng với đối thủ Eddie Chambers tranh vé để tham dự trận đấu hạng nặng tranh tài IBF. Nhưng sau khi giành chiến thắng bằng điểm số kỹ thuật sau hiệp đấu thứ 12 trước Eddie Chambers vào tháng Giêng năm 2008 thì Alexander Povetkin đã không có cơ hội để tranh chiếc đai IBF hạng nặng vì những lý do khác nhau.
Chính vì thế trận đấu này mới là trận đấu chính thức anh tranh chiếc đai hạng nặng thế giới WBA. Chiếc đai mà giới sĩ người Ukraine Vladimir Klitschko đã từng giành được trước đối thủ Vương quốc Anh là David Hay cách đây không lâu. Và sau đó Vladimir Klitschko đã để chiếc đai WBA lại cho ban tổ chức, để cho ban tổ chức tổ chức những trận đấu khác cho những võ sĩ khác tranh đai. Và Alexander Povetkin cùng với Ruslan Chagayev là cặp đấu đầu tiên để tranh chiếc đai WBA kể từ sau chiến thắng của Vladimir Klitschko. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc. Đây là cặp đấu được quan tâm nhiều nhất trong thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng theo dõi lại những trận đánh của hai chú sĩ ở hiệp đấu vừa qua. Giờ bây giờ là hiệp đấu thứ hai. Trước đây thì chú sĩ người Uzbekistan là Ruslan Chagayev đã từng giữ chiếc đai WBA hạng nặng sau khi vượt qua được võ sĩ Nikolai Valuev vào tháng 4 năm 2007 tại nước Đức ở thành phố Stuttgart. Chagayev đã giành chiến thắng bằng điểm số kỹ thuật sau hiệp đấu thứ 12 để đoạt chiếc đai WBA hạng nặng từ tay của Nikolai Valuev. Và trước đó anh đã vượt qua được Son Ruiz để giành vé tham dự trận đấu với Nikolai Valuev bằng điểm số kỹ thuật. Tất cả những trận đấu đó đều diễn ra tại nước Đức và trận đấu này cũng diễn ra tại nước Đức. Trong những năm từ đây thì nước Đức đã trở thành trung tâm của quyền Anh thế giới. Bởi trong thời điểm hiện tại thì những võ sĩ ở châu Âu đang thống trị hạng nặng. Nước Mỹ đã mất đi quyền ảnh hưởng của mình trong làng quyền Anh và nghề thế giới. Mặc dù những võ đài nổi tiếng ở nước Mỹ vẫn thường được tổ chức như là Mandalay Bay hay MGM Grand ở thành phố Las Vegas và võ đài ở thành phố New York là Madison Square Garden. Povetkin vẫn chủ động tung đòn trên võ đài. Cách biệt về tuổi tác giữa hai võ sĩ này chỉ là một tuổi. 32 tuổi thuộc về Ruslan Chagayev, người Uzbekistan. Và Alexander Povetkin là 31 tuổi. Đây là trận đấu thứ 30 của võ sĩ Ruslan Chagayev so với 22 lần thượng đài của Alexander Povetkin. Xét về mặt kinh nghiệm thì Ruslan Chagayev được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng xét về phong độ cũng như là khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này thì Alexander Povetkin được đánh giá nhỉnh hơn chút ít, bởi anh có lợi thế về chiều cao, xẻ tay và đặc biệt với 21 trận bất bại liên tiếp, anh đang có được một tinh thần rất tốt. Hiệp đấu thứ hai đang bước vào những trận đấu cuối cùng. Đây là trận đấu lớn trong sự nghiệp tranh nghề của Alexander Povetkin. Võ sĩ sinh năm 1979. Trong thời điểm hiện tại thì Alexander Povetkin là võ sĩ số 1 ở nước Nga trên tổng số 23 võ sĩ tham gia hạng nặng. Còn xét về đẳng cấp thế giới thì anh là võ sĩ số 7 trên tổng số 1096 võ sĩ. Còn Ruslan Chagayev, anh cũng là võ sĩ số 1 của Uzbekistan trên tổng số 16 võ sĩ tham gia ở hạng nặng và là võ sĩ thứ 17 của thế giới. Đây là góc đài của võ sĩ Ruslan Chagayev, võ sĩ người Uzbekistan nhưng hiện tại anh định cư ở nước Đức, ở thành phố Hamburg.
Bây giờ là hiệp đấu thứ ba. Sau khi đoạt chiếc đai WBA hạng nặng từ tay của Nikolai Valuev vào tháng 4 năm 2007, thì Ruslan Dragaev tiếp tục bảo vệ thành công chiếc đai WBA hạng nặng trước đối thủ thách đấu Matt Skelton vào tháng Giêng năm 2008. Và sau đó vượt qua đối thủ thách đấu David Romong vào tháng 2 năm 2009, cũng tại nước Đức. Trước khi mất chiếc đai WBA, khi đối đầu với Vladimir Lisko vào tháng 6 năm 2009, đó là trận đấu thống nhất thêm chiếc đai IBF và WBO cũng như là IBO. Trên chiếc đai thì Povetkin vẫn chủ động tung đòn nhiều hơn so với Dragaev. Những trận đấu tranh chiếc đai WBA không còn lạ gì so với Ruslan Dragaev. Nhưng đối với Alexander Povetkin thì đây là trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp anh tranh đài vô địch thế giới ở hạng nặng. Hơn 1/2 thời gian của hiệp đấu thứ ba đã trôi qua. Mặc dù ít tung đòn hơn so với Povetkin, nhưng Dragaev cũng tỏ ra rất kinh nghiệm. Những tình huống phản đòn của anh cũng tỏ ra cực kỳ lợi hại. Ở độ tuổi 31-32 là độ tuổi chín mùi khi thi đấu quyền Anh nhân nghề. Bởi thời điểm mà hai võ sĩ đang sở hữu số tuổi 31 và 32, Povetkin và Dragaev là thời điểm đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như là thể lực sung mãn. Đối với những võ sĩ quyền Anh nhà nghề khi mới đạt tuổi từ 20 cho đến 25 là những chiến sĩ chưa tích lũy được kinh nghiệm nhiều nên thường phải nhận thất bại trong những trận đấu đỉnh cao. Dù rất cố gắng nhưng Alexander Povetkin vẫn chưa khai thác được những sơ hở của đối thủ Ruslan Dragaev. Rất nhiều nhân vật quan trọng trong làng quyền Anh nhà nghề thế giới cũng như là những người yêu thích thể thao đến để chờ đợi cuộc đối đầu giữa Alexander Povetkin và Ruslan Dragaev. Ở góc đài đây là võ sĩ Alexander Povetkin. Chúng ta cùng theo dõi lại những pha tung đòn của hai võ sĩ trên võ đài. Đây là tình huống tung đòn hết sức nguy hiểm của Povetkin. Một đòn đón móc bằng cánh tay trái và sau đó là đòn đánh vòng bằng cánh tay phải. Đó là những gì mà võ sĩ Povetkin đã làm được trong hiệp đấu thứ ba. Bây giờ là hiệp đấu thứ tư. Mặc dù xả tay dài, nhưng trong những tình huống áp sát, Povetkin vẫn có khả năng tung ra những đòn đánh cực kỳ lợi hại. Sở trường của Povetkin là khi anh áp sát, anh thường thực hiện những đòn đánh móc và sau đó là tung ra đòn đánh chồng ở cánh tay khác.
mà điển hình đó là hình ảnh mà chúng ta được theo dõi khi Povetkin tung đòn ở hiệp đấu thứ ba. Đầu tiên là đòn đánh móc bằng cánh tay trái và sau đó là tung đòn đánh bằng cánh tay phải, một đòn đánh vòng. Trong những giây vừa qua thì chủ sĩ người Uzbekistan đã tỏ ra quyết tâm hơn, bởi anh thừa hiểu trong những hiệp đấu vừa qua anh đã chính đòn đánh của đối thủ và anh cần phải nỗ lực hơn để tung ra những đòn đánh hòng tìm kiếm điểm số kỹ thuật. Nếu trận đấu kết thúc sau hiệp đấu thứ 12 mà không có đòn đánh quyết định thì cả hai phải nhờ đến số điểm của ban giám khảo. Rõ ràng là ở hiệp đấu thứ tư này thì Ruslan Chagaev đã cố gắng nhiều hơn so với những hiệp đấu trước. Anh đang chủ động áp sát. Cuộc đối đầu giữa Ruslan Chagaev và Alexander Povetkin thật sự hấp dẫn cho đến thời điểm này. Tại chỗ đài Messer Halle ở nước Đức, ngày thi đấu hôm nay, ngoài cặp đấu giữa Alexander Povetkin và Ruslan Chagaev, còn có 6 trận đấu khác. Đó là cặp đấu giữa Robert Hellenius gặp Sahi Liakovic, hay Arthur Hem gặp Tony Abelan, Marco Schneider gặp Gianmario Gasolini. Chúng ta thấy là rất đông khán giả có mặt ở khán đài để theo dõi trận đấu giữa Ruslan Chagaev và Alexander Povetkin. Khi mà hai anh em nhà Lisko thống trị Liên Anh nhà nghề thế giới, khi lần lượt đoạt những chiếc đài danh giá, đó là WBC, WBO, IBO, IBF và gần đây là WBA, thì những trận đấu ngang tài ngang sức của những võ sĩ còn lại được quan tâm đặc biệt. Chúng ta cùng theo dõi lại những đòn đánh của hai võ sĩ ở hiệp đấu vừa qua. Hiệp đấu thứ 5, sở dĩ Vladimir Lisko sau khi giành chiến thắng trước David Hayes để đoạt chiếc đai WBA, anh để lại chiếc đai này cho Hiệp hội Quyền Anh Thế Giới là để cho làng Quyền Anh Thế Giới có thêm những trận đấu trên đài vô địch hạng nặng. Bởi sau khi đoạt chiếc đai WBA hạng nặng từ tay của David Hayes thì tất cả những chiếc đai danh giá đều nằm trong tay của anh em nhà Lisko. Mặc dù để lại chiếc đai WBA cho Hiệp hội Quyền Anh Thế Giới, nhưng võ sĩ người Ukraine Vladimir Lisko vẫn còn mang danh là võ sĩ vô địch
dưới chế tài WBA, nhưng được đẩy lên cao một bậc, đó là hạng siêu nặng. Và tung đòn khá lợi hại của chiến sĩ Povetkin. Pha phản đòn rất nhanh của chiến sĩ Alexander Povetkin. Cả hai đều chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn ở hiệp đấu thứ 5. Ruslan Chagayev thi đấu đầy cố gắng, nhưng Alexander Povetkin cũng chẳng vừa. Anh phản đòn rất nhanh mỗi khi đối thủ áp sát tung đòn. Chúng ta cùng theo dõi lại pha tung đòn của Alexander Povetkin và tình huống phản đòn nhanh của Ruslan Chagayev. Pha phản đòn bằng cánh tay trái rất chính xác của Ruslan Chagayev. Nhưng trong tình huống này thì Povetkin đã nhanh chóng lùi ra xa. Đây là tình huống tung đòn cực kỳ chính xác bằng tay trái của Alexander Povetkin, vẫn là đòn đánh móc của anh. Còn đây là tình huống áp sát tung đòn của Ruslan Chagayev. Chừng Alexander Povetkin đã phản đòn rất nhanh và hiệu quả. Rất nguy hiểm. Pha tung đòn rất mạnh của chiến sĩ Ruslan Chagayev. Ruslan Chagayev đang áp dụng những kinh nghiệm mà anh đã từng có được trong những trận đấu đỉnh cao trước đây. Kinh nghiệm đã dần giúp cho Ruslan Chagayev tạo nên một thế trận có lợi cho anh trong những phút gần đây. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này, Ruslan Chagayev sẽ trở thành võ sĩ đầu tiên đánh bại được võ sĩ Alexander Povetkin, địa chỉ số 1 của Việt Anh Nga trong thời điểm hiện tại. Niềm hy vọng số 1 của Việt Anh Nga đang so tài với niềm hy vọng số 1 của Việt Anh
Uzbekistan. Mặc dù Gustan Chagaev đã đến nước Đức sinh sống, sở dĩ Gustan Chagaev rời khỏi Uzbekistan để đến nước Đức thi đấu và sinh sống là vì anh muốn phát huy khả năng của anh. Cũng giống như là trước đây, những dũng sĩ hàng đầu thế giới thường là đến nước Mỹ sinh sống và thi đấu mới có cơ hội phát huy khả năng của mình. Chúng ta vừa theo dõi đòn móc cực kỳ lợi hại của Alexander Povetkin. Đây là những hình ảnh của những hiệp đấu tiếp theo trong trận đấu giữa Gustan Chagaev và Alexander Povetkin. Những đòn đánh móc bằng cánh tay trái của Alexander Povetkin đã được phát huy triệt để trong trận đấu này. Chúng ta vừa chứng kiến đòn móc bằng tay trái của Povetkin. Và bây giờ là hiệp đấu thứ 10. Những hình ảnh vừa rồi chúng ta theo dõi đó là diễn biến của hiệp đấu thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Theo dõi trận đấu giữa Gustan Chagaev và Alexander Povetkin, còn có một dũng sĩ đã từng là số 1 thế giới trước đây, dũng sĩ người Mỹ đã từng so tài với Mike Tyson và bị Mike Tyson cắn vào lỗ tai. Đó là Evander Holyfield. Hình ảnh mà chúng ta đã được nhìn thấy khuôn mặt của Evander Holyfield. Chúng ta chờ đợi xem Mike Tyson trắng có chấm dứt chuỗi bất bại của đối thủ người Nga Alexander Povetkin hay không. Sở dĩ Gustan Chagaev có biệt danh là Mike Tyson trắng là vì anh luôn bước lên giới đài mặc quần đen giống như Mike Tyson, và khi thi đấu anh thường thực hiện những đòn đánh nhanh và mạnh. Trong khoảng thời gian trước đây, chưởng phạt tung đòn của anh cũng rất giống với Mike Tyson thời kỳ đỉnh cao. Nhưng đó là sự so sánh về một khía cạnh nào đó thôi. Chứ Gustan Chagaev không thể sánh ngang bằng với Mike Tyson khi dũng sĩ người Mỹ đang ở đỉnh cao phong độ. Khi Mike Tyson còn đỉnh cao phong độ ở thập niên 80-90, thì Gustan Chagaev chưa từng đạt đến phong độ cũng như là thành tích như vậy. Dù trong trận đấu chưa qua Gustan Chagaev đã bao găng, nhưng những pha tung đòn mạnh của dũng sĩ Alexander Povetkin cũng đã làm cho Gustan Chagaev bật găng tay của mình. Rất lợi hại mỗi khi ám sát, đó là Alexander Povetkin. Hiệp đấu thứ 10 đã kết thúc. Theo dự kiến của ban tổ chức thì trận đấu này còn 2 hiệp đấu nữa. Trước đây thì những trận đấu hạng nặng được quy định kéo dài đến hiệp đấu thứ 15. Nhưng thời điểm đó thì mỗi hiệp đấu chỉ có khoảng thời gian là 2 phút. Còn bây giờ thì các trận đấu kéo dài nhất cũng chỉ là 12 hiệp. Nhưng mỗi hiệp
được kéo dài đến 3 phút. Khoảng thời gian dành cho một trận đấu về Anh Nghề trong thời điểm hiện tại là dài hơn so với trước đây, so với thập niên 60 và 70. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những đòn đánh của cho sĩ Bobicki cũng như là trai KF ở hiệp đấu vừa qua. Bây giờ là hiệp đấu thứ 11. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu quyền Anh Nghề ngày. Trận chế tài cho đội thẳng nặng WBA giữa cho sĩ người Nga Alexander Bobicki và cho sĩ người Uzbekistan Ruslan Chagaev. Trên chỗ đài thì chỗ sĩ người Uzbekistan Ruslan Chagaev ăn mặc quần đen có chữ trắng, còn Alexander Bobicki mặc quần đen nhưng có chữ vàng. Phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 11, chế tài hạng nặng WBA lần đầu tiên được tổ chức tranh đài vào tháng 3 năm 1965. Thời điểm đó thì võ sĩ Ernie Terrell đã vượt qua đối thủ Eddie Machen tại Mỹ ở Chicago sau 15 hiệp đấu để trở thành võ sĩ đầu tiên đoạt chế tài WBA hạng nặng, và sau đó tiếp tục thành công khi bảo vệ chế tài này trước đối thủ Joe Jones, George Chuvolo, trước khi thất bại trước võ sĩ Muhammad Ali vào tháng 2 năm 1967. Như vậy là hiệp đấu thứ 11 đã kết thúc. Còn một hiệp đấu nữa, liệu Alexander Bobicki có kéo dài chuỗi thành tích bất bại của mình lên con số 22 hay không? Đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của Bobicki cho đến thời điểm này. Với tất cả 21 trận thắng của anh vừa qua đều chưa từng tranh chế tài cho đội thẳng nặng thế giới. Mặc dù đã có một lần anh giành chiến thắng trong trận đấu để tranh giá tham dự trận đấu hạng nặng, nhưng sau khi giành chiến thắng thì anh cũng không có cơ hội để tranh tài vì những lý do khác nhau. Alexander Bobicki đang được sự chỉ dẫn của huấn luyện viên và trong bàn huấn luyện của mình. Bây giờ thì hai võ sĩ sẽ bước vào hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ 12, trận đấu tranh chế tài cho đội thẳng nặng WBA. Alexander Bobicki người Nga và Ruslan Chagaev người Uzbekistan.
Chúng tôi xin nhắc lại là điều khiển trận đấu này là trọng tài người Canada, ông Hubert Iale. Ngoài ra còn có ban giám khảo với ba vị giám khảo, đó là Jean-François Tubin, Paul Thomas và Glenn Feldman. Chúng ta lại một lần nữa chứng kiến những đòn đánh móc của giáo sĩ Alexander Bobikin khi anh áp sát. Mặc dù đã từng thua 2 trận trong sự nghiệp nhà nghề, nhưng võ sĩ Ruslan Chagaev cũng đang có được thành tích rất tốt trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, với 2 trận thắng liên tiếp trước đối thủ Kali Mihan và Travis Banker. Trong trận đấu gặp Kali Mihan thì đó là trận đấu anh tranh vé để tranh chế đài WBA hạng nặng. Trong sự nghiệp của mình, mặc dù đây mới là trận đấu lớn trên chế đài hạng nặng thế giới, nhưng các trận đấu trước qua của võ sĩ Alexander Bobikin, anh cũng đã từng đối đầu với một vài võ sĩ tên tuổi thế giới, đó là Taurus Sainz, Eddie Chambers hay là Whisper Larry Tronan. Thời gian của trận đấu này không còn nhiều. Những trận đấu cuối cùng của hiệp đấu thứ 12. Như vậy là trận đấu khép lại sau 12 hiệp đấu giữa Alexander Bobikin và Ruslan Chagaev. Mặc dù cả hai đều đã có nhiều đòn đánh chính xác về khuôn mặt của đối thủ, nhưng không có đòn đánh quyết định. Võ sĩ người Nga đang rất hy vọng, bởi trong suốt 12 hiệp đấu anh đã có rất nhiều đòn đánh về khuôn mặt của Ruslan Chagaev, đặc biệt là những đòn đánh móc khi áp sát. Và bây giờ chúng ta chờ đợi phần công bố của ban tổ chức, ban giám khảo. Glenn Feldman (116-112) của giám khảo người Mỹ. 117-113 của giám khảo Dương Quốc Anh, ông Paul Thomas. 117-113 của giám khảo người Pháp, ông Jean-François Tubin. Chỉ cho là chiến thắng đã thuộc về võ sĩ người Nga Alexander Bobikin, trận thắng thứ 22 liên tiếp trong sự nghiệp của võ sĩ này. Và đặc biệt với chiến thắng trước đối thủ Ruslan Chagaev, Alexander Bobikin đã có được chiếc đài hạng nặng WBA, danh hiệu hạng nặng đầu tiên trong sự nghiệp của Alexander Bobikin. Trong khi Ruslan Chagaev đã phải chấp nhận trận thua thứ 3 trong sự nghiệp sau 30 lần thưởng đài.